quay cả ô tô nghe là nhìn thấy không? Thế con biết là những ai ở xóm này bố này thì nó phượng đây, chú biết à, nó phấn nó nàng nó phượng đây rồi, quay nó nàng nữa. Toàn thấy quay ông Việt là chính. Ôi trả tiền cho. Hôm nay sao lúc nào đấy? Lúc nào về nó sẽ sống này. Chập đôi buộc đầu này, nó chập đôi cái đầu đít đi buộc, giang ơi, nó chập đôi. Thành thật khá, chúc mọi người hỗ trợ. Anh tú công nghiệp xong rồi thì chúng đợi nơi đấy. Phải phải đứng hết sang bên đây. Nên nên cũng sang bên đây để bỏ luôn ra để sống. Tập sự mấy năm cột điện rồi. Đi đường nghiên cứu. Chắc chân kia nó hàn chắc giữ không thôi. Bây giờ nó dễ sao lại kín giờ gió nó đẩy như cái này đặt.
rồi mà nó đúng quá lên trên đứng cao. Mà đằng này nó phải tầm 4 tầm cao lên tới trong thế. 4 tầm cao đấy. Một vòng tầm cao. Độc quyền bán là phải mua bản quyền, mặc cá với nghiệp rồi, nghiệp không được phép bán. Không có bỏ thêm khác lên cái này. Nếu mà bán được bao nhiêu là tập trung lại ăn xóm. Bán được quá. Bán là chuyên cái ăn xóm thầu. Ờ sao tập trung ăn xóm. Sau này nói đến cổng là lại gọi đến Hiệp. Nếu mà kia nếu muốn lấy bản quyền thì Hiệp phải gọi xóm đấy. Thôi thì bản quyền của anh. Nếu bản quyền công là lấy ăn lại như con số. Thì làm thôi, bản quyền của anh. Thương hiệu người làm cổng. Giờ này nó mất cái này. Giờ nó mất luôn. Chú kiểm tra lại các cái mối để. Thôi rồi, chỗ này lấy tí vào đây hạt tiếp. Bây giờ làm đủ chắc thế này. Cái này tí lên mặt hết. Không có tí. Còn đầu lưng ra, còn đầu lưng hàng. Ô, thằng này mới về rồi con. Về mấy hôm ạ? À đấy à? Vâng. Đó chắc là về đó, chắc là không biết là có đi nữa. Thật về, báo Dương nó xin cho rằng đấy. Rõ lắm. Giống không? Cú rồi. Giống không? Đúng. Giống như đúng luôn. Quay rồi. Quay rồi đấy. À đây. Giống như luôn đấy. À được đấy, nhưng mà kia đó nhưng mà ui cổng to quá vậy. Này lên nét đó. Có ai nữa không? Ra đi. Ô ta đi ra dần đi. Chúng mày
rồi lấy mặt tiền, chữ mặt tiền chứ mặt tiền chưa được. Đây đi còn chắc lớp mới đi. Nó cũ rồi này. Không, lấy mặt chữ mặt tiền chứ. Lấy cả người và cả cái gì lấy được hết nó đẹp.